Nóng, Mạnh Quỳnh phủ nhận tin Phi Nhung nguy kịch, hé lộ tình hình sức khỏe thật sự của nữ ca sĩ. Giữa loạt thông tin thiếu chính xác về sức khỏe Phi Nhung, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã chính thức lên tiếng tiết lộ tình hình điều trị của bà mẹ đông con nhất showbiz, nhận được sự quan tâm của khán giả. Mới đây, vào tối 24 tháng 9, Trung tâm Thúy Nga đăng đàn nói rõ về tình hình sức khỏe hiện tại của Phi Nhung. Kính thưa khán giả và những người yêu mến tiếng hát ca sĩ Phi Nhung. Hôm nay chúng tôi thông tin đến quý vị, ca sĩ Phi Nhung vẫn đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Mọi thông tin về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đều không đúng sự thật. Thúy Nga sẽ thông tin đến quý vị tình trạng sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung khi có thay đổi. Trân trọng, photo, Wendy Phạm, Trung tâm Thúy Nga cho biết Phi Nhung vẫn đang điều trị tích cực tại bệnh viện. Theo thông tin của Trung tâm Thúy Nga, ca sĩ Phi Nhung vẫn đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Vậy nên mọi thông tin sức khỏe cô diễn biến xấu, bác sĩ thông báo gia đình nên chuẩn bị tinh thần hay cô đã ra viện là hoàn toàn sai sự thật. Đến sáng ngày 25 tháng 9, sau khi nắm được loạt tin đồn không đúng sự thật về sức khỏe Phi Nhung, Mạnh Quỳnh lập tức chia sẻ lại bài đăng của Trung tâm Thúy Nga để đính chính kèm theo lời nhắn nhủ. Làm ơn có chút tình người đi quý vị ơi. Đem sự sống còn của một con người ra để thiêu dệt và vụ lợi cho cá nhân mình trong lúc này là điều không nên đâu. Thay vào đó là lời nguyện cầu có phải tốt đẹp hơn không? Nên tôn trọng sự riêng tư của gia đình và người thân của bệnh nhân. Xin khán thính giả hãy chia sẻ rộng rãi thông điệp này từ Trung tâm Thúy Nga là chính xác nhất. Mạnh Quỳnh xót xa khi tình hình sức khỏe của Phi Nhung bị thiêu dệt. Có thể thấy, Mạnh Quỳnh rất xót xa khi có những cá nhân vì cái lợi trước mắt mà sẵn sàng mang sự sống của Phi Nhung ra thiêu dệt. Câu like. Nam ca sĩ mong rằng, tất cả mọi ngày nên tôn trọng sự riêng tư của gia đình và người thân của Phi Nhung. Chấm than. Trước những chia sẻ của Trung tâm Thúy Nga và ca sĩ Mạnh Quỳnh, người hâm mộ thở phào khi biết Phi Nhung vẫn đang điều trị tích cực. Ngay dưới bài viết, ai nấy đều gửi lời cầu nguyện đến nữ ca sĩ. Mong chị vượt qua cơn bão bệnh mau sớm khỏe lại trở về nhà với các con và khán giả thương yêu đang ngày đêm đợi chị. Cầu xin trời Phật thương xót cứu lấy mạng sống của chị Phi Nhung vượt qua kiếp nạn. Cầu xin mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn độ trì gia hộ cho chị Phi Nhung tai qua nạn khỏi. Nam Mô A Di Đà Phật. Rất vui được nghe tin ca sĩ Phi Nhung bình an. Mong Phi Nhung sớm hồi phục. T không dám đọc phía dưới, tưởng thông báo tin buồn, T hết hồn. Khán giả cầu nguyện cho Phi Nhung sớm bình phục. Cho đến hiện tại, thông tin về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Giữa đêm, Trung tâm Thúy Nga chính thức thông báo tình hình mới nhất của Phi Nhung, nói gì về loạt tin đồn đang lan truyền mạng xã hội. Phía trung tâm nơi Phi Nhung làm việc tại Mỹ đã có chia sẻ mới nhất về tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ. Suốt 2 ngày nay, thông tin sức khỏe Phi Nhung suy yếu sau thời gian điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã khiến khán giả vô cùng lo lắng. Đặc biệt, ca sĩ Chizi Phương Trinh vợ cũ Bằng Kiều còn xót xa cho biết phía bệnh viện đã thông báo gia đình Phi Nhung cần chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất. Đến giữa đêm ngày 25 tháng 9, Trung tâm Thúy Nga Paris by Night nơi Phi Nhung làm việc tại Mỹ chính thức thông báo tình hình mới nhất của Phi Nhung. Theo đó, phía trung tâm khẳng định Phi Nhung vẫn đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời đính chính rằng những thông tin lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đều không đúng sự thật. Trung tâm Thúy Nga chính thức thông báo về tình hình hiện tại của Phi Nhung. Nguyên văn thông báo từ phía Trung tâm Thúy Nga như sau. Thông tin, kính thưa khán giả và những người yêu mến tiếng hát ca sĩ Phi Nhung. Hôm nay chúng tôi thông tin đến quý vị, ca sĩ Phi Nhung vẫn đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Mọi thông tin về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đều không đúng sự thật. Thúy Nga sẽ thông tin đến quý vị tình trạng sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung khi có thay đổi. Trân trọng, phía trung tâm cho biết Phi Nhung vẫn đang điều trị tích cực tại bệnh viện, tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật. Trước đó, khán giả đã vô cùng hoang mang trước thông tin sức khỏe Phi Nhung yếu dần những ngày qua. Vợ cũ Bằng Kiều buồn bã cho biết bác sĩ điều trị nhắn nhủ gia đình Phi Nhung nên chuẩn bị tinh thần trong trường hợp xấu nhất. Khán giả và đông đảo nghệ sĩ đang cầu nguyện cho Phi Nhung từng giờ từng phút. Cộng đồng mạng réo tên Hồ Văn Cường khi bác sĩ báo tin bệnh Phi Nhung trở nặng, gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Những chia sẻ mới nhất của vợ cũ Bằng Kiều về tình hình sức khỏe của Phi Nhung khiến khán giả không khỏi hoang mang. Bên cạnh đó, không ít người còn liên tục réo tên Hồ Văn Cường khi biết tin bệnh tình Phi Nhung trở nặng. Mới đây nhất, Chiều ngày 24 tháng 9, cư dân mạng được fan, đứng ngồi không yên, khi Chizi Phương Trinh đàn chị thân cận của Phi Nhung bất ngờ tiết lộ về tình hình thực sự của nữ hoàng băng đĩa ở thời điểm hiện tại. Cụ thể, cô đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân. Vợ cũ Bằng Kiều nghẹn ngào chia sẻ về tình hình hiện tại của Phi Nhung. Hiện tại sức khỏe tôi ổn nhưng tinh thần thì không được tốt cho lắm. Sáng nay, tôi nhận được một tin khá buồn từ Wendy, con gái Phi Nhung. Con bé bảo tôi rằng tình trạng sức khỏe của Phi Nhung đang trở nặng. Bác sĩ nói với con gái Phi Nhung rằng, gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Tôi nghe xong tin đó cảm thấy vô cùng hụt hẫng, chán nản. Nguyên một ngày người tôi cứ bần thần, không làm được gì hết. Cứ mỗi lần nghĩ đến Phi Nhung nước mắt tôi lại ướt đẫm, lông mi rớt ra, phải gắn lại 2-3 lần liền. Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi chứ không phải mới đây. Nhưng có chuẩn bị cỡ nào đi nữa thì cũng không thể tránh khỏi nỗi buồn. Bác sĩ nói gia đình chuẩn bị tinh thần đi là hết cách rồi còn gì nữa, đâu còn gì để nói. Từ hôm bữa tới giờ, ngày nào tôi cũng cầu nguyện, xin có một phép màu nào đó để Phi Nhung được khỏe lại. Tất cả mọi người vẫn đang cầu nguyện cho Phi Nhung từ khắp mọi nơi. Tôi chỉ mong có phép lạ nào đó giúp Phi Nhung vượt qua bạo bệnh này. Bài đăng của vợ cũ Bằng Kiều ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ và được lượt chia sẻ rộng rãi trên khắp các hội, nhóm. Trước thông tin cho biết sức khỏe của Phi Nhung đang chuyển biến xấu, cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự xót xa và liên tục gửi lời động viên hy vọng nữ ca sĩ sớm khỏe. Cầu mong chị vượt qua, chị ấy có làm gì thì mong mọi người cũng không nên nói lời cay đắng vào lúc này. Ngày nào em cũng nghe chị Phi Nhung, Lan, hát Lan Điệp à. Mong chị sớm khỏe, bình an sẽ đến với chị. Giận thì giận thật nhưng cũng mong chị mau khỏe mạnh, dù gì chị cũng là tuổi thơ của tôi khi nghe những ca khúc trữ tình của chị. Chấm than, bên cạnh đó, có không ít khán giả liên tục réo tên Hồ Văn Cường vì lo lắng nam ca sĩ chưa nhận lại được khoản tiền Phi Nhung đang giữ. Thương Hồ Văn Cường rồi cháu lấy lại tiền kiểu gì, khổ bố mẹ làm thuê giúp việc 5 năm trời chẳng biết có lấy được lương không nữa. Chị phải cố gắng thật khỏe, để trả tiền cho Cường nhé. Dù gì cũng là tính mạng của một người. Chúc chị mau chóng khỏe bệnh để mà còn trả tiền cho Cường. Chứ chị mà đi thế này nhà Cường lại khổ thêm. Sao mọi người cứ chủ PN chết thế, mạng người mà các bạn nói thế đờ si à. Chúc PN mau khỏe để còn trả tiền cho SVC. Khán giả lo lắng Hồ Văn Cường sẽ không lấy lại được tiền Phi Nhung giữ hộ. Có thể thấy rõ, việc Phi Nhung nắm giữ tiền cát xê của Hồ Văn Cường vẫn luôn được khán giả quan tâm, chú ý. Cho dù giọng ca bông điên điển đang trải qua tình cảnh, thập tử nhất sinh, nhưng những câu nói mỉa mai, nhắc nhở cô về khoản tiền trên vẫn luôn xuất hiện trên khắp các diễn đàn. Chấm than, vào khoảng tháng 6, Phi Nhung từng chia sẻ vào rằng, cô sẽ trao trả toàn bộ số tiền đang giữ của Hồ Văn Cường khi nam ca sĩ thi xong và để gia đình toàn quyền quyết định.